Chúng ta có phương trình 20 trừ 7x bằng 6x trừ 6. Và chúng ta cần tìm ra x. Với cách mà mình thích làm ở những bài giảng này là chúng ta tách những cái giá trị hằng số, ở đây là 20 và trừ 6, sang một phía của phương trình. Mình sẽ đặt chúng bên phải và sau đó mình sẽ đặt tất cả những hệ số có chứa x, trừ 7x và 6x, chúng ta sẽ đặt nó bên trái. Vậy để đưa 20 ra khỏi phương trình từ bên trái, chúng ta hãy trừ nó từ vế bên trái. Nhưng đây là một phương trình, nếu bạn làm gì ở bên vế trái, bạn cũng phải làm tương tự bên vế phải. Nếu cái đó bằng cái đó, để chúng vẫn bằng nhau, bất cứ điều gì bạn làm bên trái phải thực hiện tương tự bên vế phải. Vì vậy khi mình trừ 20 bên vế trái thì mình cũng phải trừ 20 cho bên phải. Và do đó ở phía bên tay trái của phương trình, 20 trừ đi 20 sẽ bằng 0. Đó chính là mấu chốt, chúng trị tiêu nhau, không cần phải viết nó xuống. Và sau đó chúng ta còn lại âm 7x, chỉ cần đặt nó xuống, ta sẽ còn lại âm 7x. Và cái đó sẽ bằng với vế bên phải của phương trình. Mình có 6x, mình không cộng hay trừ bất cứ cái gì cho nó cả. Nhưng sau đó mình sẽ có âm 6 trừ 20. Vậy nếu mình có 6 thấp hơn 0 trên trục số, thêm một 20 dưới hơn nó nữa, nó sẽ là âm 26. Điều mà ta làm tiếp theo là chúng ta đưa tất cả các hệ số đó có chứa x sang vế trái. Và chúng ta không muốn 6x ở đây, vậy cho nên chúng ta trừ 6x cho cả hai vế, trừ 6x ở vế phải, trừ 6x ở vế bên trái. Và chúng ta sẽ được gì? Ở vế trái 7x trừ cho 6x, kết quả sẽ là âm 13x, đúng không? Âm 7 của cái gì đó trừ thêm 6 của cái gì đó thì sẽ bằng âm 13 của cái gì đó. Và cũng sẽ trừ 6x cho bên phải, nó sẽ triệt tiêu. Đó là mấu chốt khi trừ cho âm 6. Và sau đó chúng ta chỉ còn âm 26 hay là trừ 26, tùy theo cách mà bạn quan sát nó. Vậy 13x bằng với âm 26. Bây giờ mục tiêu của chúng ta, ghi nhớ là cần phải cô lập x. Chúng ta có âm 13 nhân x ở đây, vì vậy cách tốt nhất để cô lập nó là chúng ta có cái gì đó nhân x chia cho hệ số của x. Chúng ta sẽ cô lập được x, vì vậy hãy chia cho âm 13. Hãy chia cho âm 13. Như đã biết, bất cứ điều gì bạn làm với trái của một phương trình, bạn phải làm tương tự với vế phải. Vì vậy chúng ta sẽ phải chia cả hai vế của phương trình cho âm 13. Bây giờ bên trái trở thành cái gì nào? Âm 13x chia cho âm 13, chỉ còn x. Nhân x với bao nhiêu lần thì chia cho bấy nhiêu, kết quả sẽ chỉ còn x. Vì vậy vế trái là x bằng với âm 26 chia cho âm 13. Âm 26 chia cho âm 13, vậy kết quả bằng 2, đúng không nào? Một số âm chia cho một số âm sẽ thành dương, 26 chia cho 13 sẽ là 2. Và đó là kết quả của chúng ta. Và đó là kết quả. Bây giờ chúng ta hãy xác minh rằng nó là có thật sự hợp lý hay không. Bạn luôn có thể chắc chắn rằng bạn có câu trả lời, vì vậy hãy thay thế nó trở lại vào phương trình ban đầu. Vậy chúng ta có 20 trừ 7x, x bằng 2 nên bằng 20 trừ 7 nhân 2 bằng với 6x, x bằng 2 nên bằng 6 nhân 2 trừ 6. Hãy kiểm tra xem vế trái có thực sự bằng với vế phải hay không. Ta có vế trái rút gọn thành 20 trừ 7 nhân 2, tức là 14. 20 trừ 14 sẽ bằng 6. Đó là kết quả sau khi rút gọn vế trái. Ở vế phải ta có 6 nhân 2 bằng 12 trừ đi cho 6. 12 trừ 6 bằng 6. Vì vậy hai vế bằng nhau và chúng ta có được câu trả lời đúng.